Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Phan Kỳ GT. Ngày hôm nay thì mình lại có chuyến đi bốc cát nha mọi người. Và trên đường đi về ngày hôm nay, mình sẽ lại có một cái video, đó là mình sẽ truy tìm idol đánh còi nha mọi người. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ truy tìm nguyên ngày luôn, cả trên đường về và trên đường đi nha mọi người. Mọi người cùng xem hôm nay mình có gặp được không nhá. Rồi, tới được cái úp lộ rồi mọi người ơi. Trước mặt mình đây thì chưa thấy idol nào. Nãy giờ chạy đoạn này vướng cái đầu kéo này quá mọi người ơi. Đầu kéo này chạy rất chậm luôn. Chạy có 50 à. Hiện tại mình cũng đang đi 50 km/h. Cái đoạn này thì nó rất thẳng nhưng mà vượt nó là hơi khó đấy mọi người, tại vì tăng tốc không nổi á. Nó hơi dốc nhẹ nên là mình không vượt được. Đằng trước thì cũng có chiếc ô tô. À, hết xe rồi. Ok, mình sẽ vượt nha. Rồi, mình đồng vượt đấy. Quá công kềnh luôn mọi người ạ. Wow, chà. Đầu kéo này chắc dài gấp 4 lần xe mình luôn ạ. Xe mình thì gộp lại 4 chiếc xe mình mới dài được bằng nó. Nên là vượt những cái xe này chỉ có thể vượt được ở đường thẳng thôi. Vượt ở đường cua là hơi nguy hiểm. Tại vì khi cua là đúng là cái đầu nó nhường cho mình. Cái đầu nó nhường ra đây thật. Nhưng mà cái đuôi nó vẫn sẽ ở giữa đây. Tại vì xe nó rất là dài. Mình về tới huyện của mình rồi vẫn chưa thấy idol đâu mọi người ơi. Trên đường hồi nãy toàn những cái xe bình thường không à, không phải những cái xe mà chơi xe nhá. Không biết hôm nay có gặp được idol nào không, mọi người cùng đón xem nhá. Ai chà, đông có mọi người, đúng lúc học sinh người ta đang đi về á. Chạy theo mình nhỉ, lớn quá. Ở đường làng rồi mình không bấm được đâu. Về đúng lúc học sinh đang đi về này, đi tắt đường luôn mọi người ạ. Quá tắc, mình phải né ra hết cả đường bê tông luôn mọi người ạ. Cho một đường tí rồi mấy chú ơi. Cho mượn đường xíu thôi. Có người sau chỉ về đường rồi nhá. Đây à? Rồi để em cuốn vạt xong rồi tí nữa để em dê lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây xong rồi mọi người ạ. Rồi bây giờ xong chuyến đầu tiên nha mọi người. Tí nữa mình sẽ về nhà ăn cơm và lại tiếp tục xuống cái kia truy lùng thắn bóng còi nữa nhá. Đang trên đường về thì gặp xe anh Hải mọi người ạ. Ô cái bùi gì thế này, né đường rồi mà. Bỏ đây à? À đủ. Chết tụi mình thì né đường ngon lành. Ơi gương kìa. Úi giời ơi. Rồi đi về. Đấy mọi người ạ, trên đường đi thì gặp ông anh, ông hồi trước ông chạy xe ben như mình á, mà bây giờ anh chạy 4 chân nha mọi người. 4 chân hover cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Anh vừa xuống hai anh em mình nói chuyện một tí xong rồi mình đi tiếp này. Đấy, anh này bây giờ anh chạy xe rất khá nha, còn 4 chân mới mua luôn. 4 chân này mới mua luôn, cũng vừa mới làm cái bạt tự động xong nha mọi người. Nãy giờ xuống anh em chào nhau cái đi bảo uống nước nhưng mà mình không uống được, ngồi uống được. Do mình phải đi xuống mình bốc gạt á. Chứ ngồi đây uống là mất 3 40 phút là mình lại trễ hơn thêm nữa. Xuống dưới đó bây giờ chắc nó nhiều xe lắm rồi nên là mình bắt buộc phải đi luôn. Có idol. Không trả lời. Không phải đâu mọi người ạ. Mình sẽ bấm kiểu đấy để anh nhanh trả lời. Nhưng mà không thấy anh trả lời. Không phải idol đâu mọi người ạ. Hai chiếc, để coi là hai chiếc ba chân hay hai chân xe thư báo đây. Nên bấm xem nào. Không phải rồi. Con này chắc cũng không phải luôn. Con này cũng không phải luôn rồi. Xe cũng rất đẹp đấy. Nhưng mà không phải. Đằng trước là xe bồn nha mọi người. Mình không biết cái xe này, hỏi xe này chở cái gì nữa. Mà nhìn thấy rất đã luôn. Wow, đầu kéo này. Ôi trời ơi. Mới tanh luôn mọi người ơi. Mình không biết những cái xe đấy họ chở cái gì nữa. Mình đố các bạn biết đấy. Mình cũng không biết nên mình mới đố các bạn biết nha mọi người. Ai biết thì để lại bình luận dưới nha. Để mình cũng biết với. Mình không biết cái xe đấy là chở cái gì. Hôm nay mình gặp nhiều xe bồn quá mọi người ạ. Ôi, chiếc đầu kéo này đẹp chưa mọi người. Ôi trời ơi. Quá đẹp luôn. Cái màu đấy như màu cam mọi người nhỉ. Màu cam, không phải màu đỏ lắm mà màu cam hay sao á. Còn đây là chiếc xe bồn mình nhìn thấy xe bồn này là cầu bìa luôn nhá. Cầu bìa hay còn gọi là cầu dầu nha mọi người. Cầu này thì có thể khóa được ví sai nhá. Còn cầu lắp thì không khóa được ví sai đâu. Xe bồn này đang chạy với tốc độ là 48 km/h. Và mình cũng đang bám theo đuôi. Tại vì đây là cái đường trong khu vực đông dân cư. Và giải phân cách tạm thời nhá. Thì sẽ chạy được 50 thôi. Nếu mà giải phân cách cứng như nó có lăn can cứng như trồng cây thì mình sẽ đi được 60. Đấy, đang nói ở trong khu vực đông dân cư nha mọi người. Đây, cái vạch vàng vàng là vạch phân cách tạm thời nha. Mọi người lưu ý chỗ đấy nha. Chứ cứ tưởng là cứ đường 2 chiều này, đường 1 chiều này mà chạy đây này, phân cách cứng như đây này. Đấy, là sẽ được đi với vận tốc là 60 nhá. Đấy, là phân cách cứng này. Còn hồi nãy là vạch vàng vàng là phân cách tạm thời. Sẽ là giảm tốc độ xuống là còn 50 thôi. Còn ai mà đi trên 50 là dính đòn nhá. Đấy, cho mọi người thấy kìa. Đây, hết khu vực đông dân cư. Và đây là vẫn là đường một chiều, tức là đường đôi. Thì mình sẽ được chạy với vận tốc là 80 km/h nhá. Dưới 80 nha mọi người. Tại vì nó đang là đường đôi, tức là đường một chiều á. Có hai làn xe chạy riêng biệt. Đấy, đây này, mình đang đi một chiều này và bên kia chạy một chiều riêng này. Thì cái đường này chúng ta sẽ chạy được 80 km/h. Đấy, trên 80 là sẽ bị phạt nhá. Đấy, đây này, cái chiếc xe con đây hồi nãy đi cà rề này mọi người ạ. Đấy, giờ là đi cà rề lại không cho xe bồn vượt luôn kìa. Tại vì xe bồn định vượt nhưng mà bên phải đang có mấy chiếc xe máy nên xe bồn này không vượt được. Chắc có lẽ cái anh tài xe bồn này cũng khá là tức tối đấy. Tại vì cái xe kia đi cà rề quá. Thà như xe kia thấy người ta vượt bên phải thì giảm tốc độ luôn để xe này có thể vượt được. Hai nữa là tăng tốc độ lên một tí để cho nó thoát cái mấy chiếc xe máy bên phải. Đấy, nên bác tài giờ lại phải đi sau chiếc xe con rồi. Trời ơi mọi người ơi, đầu kéo đẹp quá mọi người ơi. Ôi trời ơi, quá đẹp.
người kịp thấy không biết. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Còn đằng trước mình đây là một chiếc xe muối nha. Mình hay gọi nó con này là xe muối này. Tại vì khi nó đưa cái vòi ra, đưa cái vòi bơm bê tông nó ra. Ô chủ. Idol này. Trời ơi, idol không chào mình rồi. Trời ơi. Cái này chắc không phải đâu. Chiếc này thì không phải đâu. Trời ơi. À, mấy anh Ngọc Hồi về rồi. Mấy anh Ngọc Hồi vừa mới về. Mấy anh Ngọc Hồi vừa mới về mọi người ạ. À, chà, mình thì lại xuống rồi. Chuyến thứ hai mấy anh thì lấy một chuyến nên mấy anh về rồi. Đấy. Còn chiếc xe muối thôi, bye bye xe muối nha. Mình tới ngã ba của mình rồi. Đây, ngã ba mình đi lấy bốc gạch đây nhá. Đấy, ngã ba đây. Ngã ba của mình đi bốc gạch đây nha mọi người nhá. Để nhường đường cho chiếc này đó. Ơi, đường xấu quá. Mọi người có thể thấy đường ở đây là cực kỳ là xấu luôn chứ không phải đẹp. Đấy, đây là cái đường ngoài ngõ vào nha, từ đường quốc lộ vào đấy. Đường nó xấu lắm mọi người ạ, nó như thế này này. Hiện tại có mấy con xe thôi mọi người ạ. Để xem nào, vào đây cho lọt. Để mình đi đường dưới này xem. Có bà chị bảo mình xuống mình dê vào trong kia. Để mình đi xem nào, tổng cộng là có 3 chiếc đang bốc nha mọi người. Mình là chiếc thứ tư. Rồi, để mình dê vào đường này. Cẩn thận trúng cái quạt đấy, nên là mình mới đi đường này. Có cái quạt ở trên đầu mình đấy. Đấy, cái quạt trên đầu mình kìa. Ok. Vừa đẹp. À, trong này có thêm chiếc nào. À, trong đây có chiếc Trường Giang này. Hôm bữa có bạn nào hỏi Trường Giang, có Trường Giang đây. Đây, có bà chị bảo ghép ở đây đây. Được chưa? Được chưa? Ok. Tắt máy. Tắt máy lặn này. Rồi. Ôi trời ơi, đèn tối quá. Rồi giờ mình sẽ nghỉ ngơi nha mọi người nha. Hai xe. Ơi. Nóng lại rồi, chưa vào rồi. Rồi. Anh chết cha. Phi thôi. Rồi và bây giờ sẽ lại là chương trình chiêm ngưỡng các xe ở trên đường về và truy tìm idol bóng còi nha mọi người. Rồi mọi người cùng chờ đợi cái điều thú vị đằng trước nha. Mình cảm thấy đói quá nên là mình vừa mới xuống mua trứng gà nướng mọi người ạ. Lần đầu tiên mình tưởng là trứng luộc, xong cái mình xuống hỏi mình tưởng trứng luộc nhưng lại là trứng gà nướng. Đây này. Mình bóc vỏ trước rồi, xong rồi mình bỏ vô bì, thế là bà chị pha muối lên, rắc muối lên. Đây mọi người nha. Đấy, bây giờ kiểu người ta nướng xong rồi nó phù phì rồi nó nổ tùm lum á. Hồi nãy mình coi là trứng nó không còn nguyên vẹn nha. Có cả trứng cút cơ. Nó nổ tùm lum mà kiểu như mình người ta nướng nó nóng quá nó nổ này. Đấy, nó như thế này. Rồi mời mọi người nha. Mình đói quá, mình mua 2 quả 10.000. Quả 5.000 có rắc thêm muối. Rồi mình ăn nha. Ngon. Ngon lắm mọi người. À.
vẫn hơi đang còn hơi đói, chưa đã cơn thèm nhưng mà nó ngon thật. Hôm nào mình cũng sẽ để đây để mua nếu mà mình cảm thấy đói, ngon lắm. Hiện tại đã là 4 giờ 40 phút rồi. Ồ, có mấy chiếc đầu kéo đẹp lắm mọi người ơi. Đây, màu xanh này, màu trắng 4 chân này, và 2 chân đây là hình như là idol. Đấy, biết ngay mà. Cái tiếng còi bấm đấy là đúng đấy, nhưng mà do cái chỗ đấy hồi nãy họ đang còn phải xử lý cái đường giao thông nên là kiểu xử lý thì nó nên là hơi khó một tí nên họ không chơi còi. Vẫn chưa gặp được idol chính hiệu mọi người ạ. Wow, một chiếc đầu kéo Ben mọi người ơi, cực đẹp luôn. Đầu kéo Ben quá đẹp. Không biết ở bác tài làm sao mà phải đứng lại kiểu bên này có mấy chiếc quầy à? Có mấy chiếc hình như bị kẹt trong kia mọi người ạ. Có mấy chiếc đầu kéo Ben đang lên dốc không nổi á. Trời ơi, hôm nay mình không gặp được idol rồi mọi người ơi. Nếu mình không gặp được idol thì hôm nay mình sẽ làm idol của người khác vậy nhá. Mình sẽ làm idol của người khác. Mấy bạn fan đâu rồi? Fan không đón mình rồi, buồn thế ta. Thôi đi về thôi mọi người ạ. Hôm nay không gặp được idol.